nhan sắc hút hồn của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ở tuổi 31, diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn hút hồn người đối diện bởi vẻ đẹp không tì vết, thần thái hút hồn cùng phong cách gợi cảm. Dù đã hoạt động nghệ thuật hơn chục năm, song nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ khiến truyền thông và công chúng thôi bàn tán mỗi khi xuất hiện. Người đẹp sinh năm 1992, cổ chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng với màu môi đỏ nổi bật tôn gương mặt thanh thoát, khoe khéo bờ vai thon, vóc dáng thanh mảnh cùng làn da trắng sứ. Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được nhắc đến là một trong những tuyệt sắc giai nhân đang được săn đón bậc nhất làng giải trí Trung Quốc. Ở tuổi 31, cô vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp không tì vết, thần thái hút hồn cùng phong cách quyến rũ. Đầu tháng 6 vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa bước sang tuổi 31, tuy nhiên, sắc vóc của người đẹp được nhận xét không thay đổi nhiều so với thuở đôi mươi. Mỹ nhân vẫn gây thương nhớ bởi gương mặt nhỏ nhắn mang những đường nét thanh thoát, cuốn hút, phảng phất nét đẹp pha trộn giữa Á và Âu vốn là đặc trưng của nhiều phụ nữ đến từ Tân Cương. Địch Lệ Nhiệt Ba luôn khiến dân tình suýt xoa với những bộ ảnh đẹp không góc chết được đăng tải trên trang cá nhân hay diện mạo lộng lẫy, kiểu da của cô mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Tuy nhiên, vẻ đẹp của mỹ nhân Tân Cương này không ít lần gây tranh cãi. Cùng với nhan sắc kiều diễm, Địch Lệ Nhiệt Ba còn sở hữu vóc dáng nuột nà với đôi chân thon dài quyến rũ, thần thái kiêu sa. Với nhan sắc xinh đẹp cùng độ phủ sóng dày đặc, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Cô đắt sâu quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, hiện là đại sứ của Dior đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu trang sức, mỹ phẩm, thời trang, hàng tiêu dùng. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng liên tục nhận được các dự án phim ảnh mới. Chỉ tính trong 3 năm gần đây nhất, sao nữ 9X đã đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Trường Ca Hành, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Cùng ngắm nhan sắc và khí chất đáng ngưỡng mộ của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba.